Vào năm 2004, tàu vũ trụ Cassini đã tiếp cận thành công với hành tinh dạng vành đai sao Thổ cùng với 5-6 vệ tinh của nó và khám phá ra nhiều điều ngoài sức tưởng tượng, những điều kiện có thể hình thành nên sự sống. Và nếu những điều kiện có thể hình thành sự sống tồn tại gần chúng ta đến vậy, thì điều gì có thể tìm thấy ở dải thiên hà lân cận? Liệu đó có thể là một hành tinh giống hệt với trái đất? Những bí mật của vũ trụ, tìm kiếm người ngoài hành tinh. 2 triệu năm qua, loài người chúng ta đã nhìn lên bầu trời và tự hỏi liệu ở giữa vũ trụ bao la rộng lớn này có ai ngoài chúng ta đang tồn tại. Ngày nay, chúng ta đã đến gần với câu trả lời đó hơn bao giờ hết. Nhiều nhà khoa học tin tưởng rằng chúng ta sẽ có cơ hội nhìn thấy những người anh em ngoài trái đất của mình trong tương lai không xa. Tôi hy vọng điều đó sẽ xảy ra trong 10 năm tới, nhưng tôi đã sẵn sàng cho điều đó ngay tuần sau. Nhưng hơn thế nữa, chúng ta có thể tìm được những người anh em của mình không chỉ ở các hành tinh xa xôi hay giữa những thiên hà chưa được khám phá, mà có thể tìm thấy họ ngay tại một trong những hành tinh trong Thái Dương Hệ. Các nhà khoa học đang tìm ra những dấu hiệu chứng tỏ rằng sự sống ngoài trái đất thực sự tồn tại, thậm chí ở những nơi khắc nghiệt nhất. Cuộc tìm kiếm của chúng ta sẽ ghé qua 7 điểm đến trong hệ mặt trời để cùng tìm hiểu xem những sinh vật này có thể ở đâu và trông chúng như thế nào. Những vùng đất bạc màu này khắc nghiệt đến mức khó tin và sự sống ở nơi đây có thể không bao giờ tồn tại. Nhưng khi biết đến sự tồn tại đáng kinh ngạc của những nhóm sinh vật sống ngay trên trái đất, chúng ta hiểu rằng sự sống ngoài hành tinh có thể mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Vài thập kỷ trước, chúng ta tin chắc rằng trái đất của chúng ta là duy nhất. Từ trước đến nay, đây là nơi duy nhất nuôi nấng sự sống của hơn 1 triệu loài sinh vật mà chúng ta tìm thấy được. Nhờ có nguồn ánh sáng mặt trời dồi dào, nguồn nước ấm áp và tầng khí quyển có khả năng bảo vệ. Chúng ta đã kết luận một cách logic rằng đó là những điều kiện tối cần thiết cho sự sống, và kết luận đó đã bác bỏ giả thiết về sự tồn tại của sự sống ngoài trái đất trên những hành tinh từng được khám phá trong hệ mặt trời. Nhưng sau đó, các nhà khoa học đã đi tới một trong những nơi tăm tối và lạnh lẽo nhất trên trái đất. Và thật đáng kinh ngạc, họ đã tìm thấy những sinh vật sống có khả năng sinh sản. Đó là những vi sinh vật. Có những sinh vật có thể sống không cần ánh sáng hay oxy. Một số khác có thể sống dưới áp suất khí quyển cực lớn. Dường như sự sống có thể xuất hiện ở bất cứ đâu. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với cực bắc của trái đất. Sau nhiều năm nghiên cứu sự sống trên vùng đất đóng băng lạnh giá này, các nhà khoa học cho rằng nơi đây không tồn tại sự sống. Tuy nhiên, vào năm 1999, một nhóm các nhà khoa học đã thử nghiên cứu lớp băng đá nằm dưới lớp tuyết đóng băng 1,8 mét. Thứ họ tìm thấy khiến họ vô cùng kinh ngạc. Bên trong tảng đá là vô số những sinh vật tí hon. Tại đây, nơi có nhiệt độ âm 68 độ C, ở độ sâu 1,8 mét dưới lớp băng cứng, sự sống vẫn có thể hình thành. Các nhà khoa học đã tìm thấy dấu hiệu của sự sống, nhưng bạn biết đấy, không phải một con kangaroo mà là những dạng cơ thể sống rất đơn giản. Và chúng sống ở những nơi có nhiệt độ cực thấp hoặc cực cao, những nơi có áp suất khí quyển lớn hay thậm chí ở cả những nơi có độ phóng xạ rất cao. Điều đó cho thấy rằng sự sống có thể tồn tại ở nhiều môi trường khác nhau trên hành tinh của chúng ta hơn là chúng ta vẫn nghĩ. Và nếu sự sống có thể tồn tại dưới cả những điều kiện khắc nghiệt nhất không chỉ của trái đất mà của những hành tinh khác nữa, thì bạn hãy thử tưởng tượng xem điều này có ý nghĩa gì. Trừ khi điều đó thực sự lạ thường, kỳ diệu về hệ mặt trời hoặc về trái đất của chúng ta, nếu không, sự sống phải trở nên phổ biến và phải có rất nhiều hành tinh có sự sống, và một trong số đó có thể là những nền văn minh. Trong giai đoạn đầu mới hình thành, trái đất của chúng ta chỉ là một đống đổ nát của vũ trụ. Các vụ va chạm khiến cho nhiệt độ của bề mặt trái đất tăng cao, trở thành môi trường tại đó sự sống có thể phát triển. Khi trái đất hình thành một khối rắn chắc, trái đất nguội dần và nước xuất hiện, hình thành nên cái nôi đầu tiên của sự sống.
Vào năm 1953, nhà khoa học Stanley Miller đã tiến hành một thí nghiệm mô tả sự sống trên trái đất đã hình thành một cách đơn giản như thế nào. Ông trộn lẫn nước, hydro, methane, ammoniac, những nguyên tố hình thành nên khí quyển nguyên thủy của trái đất. Sau đó tiến hành phóng điện để mô phỏng tia chớp và kết quả đã làm cả thế giới kinh ngạc. Thí nghiệm của Miller đã tạo ra các phân tử hữu cơ có tên gọi là axit amin, chất cấu tạo nên protein trong mọi cơ thể sống. Nếu như sấm chớp có thể tạo nên sự sống trên trái đất, thì liệu điều tương tự có thể xảy ra ở các hành tinh khác? Tàu thăm dò vũ trụ không người lái đã tìm thấy những thành phần giống nhau ở các hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta. Trong số đó có một thành phần không thể thiếu đối với sự sống, đó là nước. Một trong những yếu tố mà mọi dạng sống, dù là nhỏ nhất từng được biết đến trên trái đất đều có, đó là nước ở thể lỏng. Dấu hiệu của nước có vai trò định hướng trong cuộc tìm kiếm sự sống của chúng ta. Cuộc tìm kiếm của chúng ta sẽ đến với 7 hành tinh, trong đó có thể có những hành tinh có rất nhiều nước, và các nhà khoa học tin tưởng rằng những sinh vật ngoài vũ trụ chỉ đang lẩn trốn ở đâu đó. Và sự sống của các hành tinh đó có thể đang ở dạng khởi đầu hay đã phát triển sang giai đoạn văn minh. Tất cả giờ chỉ là suy đoán. Chúng ta hãy bắt đầu ở một hành tinh luôn luôn kích thích trí tưởng tượng của con người, hành tinh ngay liền kề trái đất, hỏa tinh. Đó là hành tinh đầu tiên chúng ta tiến hành tìm kiếm sự sống và nhà khoa học đầu tiên có cơ hội trông thấy người sao hỏa. Nếu chúng ta thực sự tìm thấy họ, chính là Steve Squire, trưởng nhóm phụ trách dự án thám hiểm sao hỏa rover của NASA. Trong số các hành tinh, sao hỏa luôn có một sức hấp dẫn nào đó khiến con người mê hoặc. Trong một thời gian dài, chúng ta đã có những hiểu biết về sao hỏa đủ để nhận thấy rằng đây có lẽ là hành tinh giống với trái đất nhất. Giống như trái đất, sao hỏa cũng có bầu khí quyển với các mùa, nhưng con người chúng ta sẽ nhanh chóng bị diệt vong trên sao hỏa. Lớp khí quyển bao phủ sao hỏa vô cùng mỏng, mỏng hơn lớp khí quyển trên đỉnh Everest đến 40 lần. Hơn nữa, sao hỏa nằm trong vùng bất ổn của hệ mặt trời, gần vành đai tiểu hành tinh. Lớp khí quyển bao quanh sao hỏa quá mỏng để có khả năng bảo vệ nó. Vì thế, các tiểu hành tinh liên tiếp lao xuống bề mặt sao hỏa. Những cơn gió dữ dội có thể thổi tung lớp đất cát, hình thành nên những cơn bão cát đủ có thể tiêu diệt cả hành tinh chỉ trong vài tuần, hay hình thành nên những cơn lốc xoáy khổng lồ cao 8 km. Nhiệt độ ban ngày là 1 độ C, đến đêm có thể hạ xuống âm 70 độ. David Grinspoon, người phụ trách bộ môn sinh học vũ trụ tại Viện Bảo tàng Tự nhiên và Khoa học Denver, cho rằng sao hỏa có thể sẽ ấm hơn nếu nó có kích thước lớn hơn. Khi uống cà phê vào những buổi sáng thời tiết lạnh, tôi nhận thấy rằng một ly cà phê nhỏ nguội đi rất nhanh, trong khi đó nếu đó là một ly cà phê lớn thì nó sẽ giữ được nhiệt lâu hơn rất nhiều. Những vật thể có kích thước lớn hơn có thể giữ ấm lâu hơn là nhờ phần lõi bên trong của nó được che chắn khỏi những tác động làm mát diễn ra ở bên ngoài. Và các hành tinh cũng vậy, những hành tinh nhỏ nguội đi rất nhanh, trong khi những hành tinh lớn như trái đất có thể giữ ấm trong hàng tỷ năm. Tuy nhiên, điều kiện sống trên sao hỏa có thể không thuận lợi cho sự sống. Những hành tinh này luôn có sức hấp dẫn kỳ lạ đối với các nhà khoa học. Bề mặt hiểm trở của sao hỏa với những ngọn núi và núi lửa, những rãnh sâu không phải không có những điểm không giống với trái đất của chúng ta. Đối với những nhà thám hiểm vũ trụ đầu tiên, những đặc điểm này giống với khung cảnh của đại dương và những dòng sông hay thậm chí là một hệ thống kênh đào. Những thứ không những không thể hình thành nên sự sống mà thực sự được tạo ra bởi một nền văn minh nào đó. Nhà thiên văn Loewen người Mỹ đã quan sát hiện tượng này, nhận thấy những kênh đào trên sao hỏa là một hệ thống những đường thẳng có quy tắc. Điều đó khiến ông tin tưởng rằng đây hẳn phải là sản phẩm của một nền văn minh. Nếu trên sao hỏa thực sự tồn tại một kênh đào như thế, thì Loewen đã đúng, nhưng vấn đề ở đây không phải như vậy. Việc quan sát bằng kính viễn vọng ở thời kỳ đó có thể tạo ra những hình ảnh không trung thực, khiến cho con người tự liên kết chúng và hình dung ra những hình ảnh không thực sự tồn tại. Nhưng không chỉ một mình Loewen tin tưởng vào giả thuyết về một nền văn minh trên sao hỏa, một vài nhà khoa học đã thực sự kinh ngạc khi tàu thám hiểm vũ trụ Viking 1 chụp được hình ảnh này.
Mãi đến gần đây, chúng ta mới thực sự biết nên tìm kiếm sự sống ngoài trái đất ở đâu. Nhưng chúng ta luôn biết người ngoài hành tinh trông sẽ như thế nào một khi chúng ta nhìn thấy họ. Giữa trái đất và người ngoài hành tinh luôn có những mối liên quan nào đó. Xét về tổng thể, chúng ta có khuynh hướng tưởng tượng họ khá giống chúng ta. Với tư cách là một nhà khoa học cấp cao của Viện Nghiên cứu Tìm kiếm các nền văn minh ngoài trái đất ở California, Seth Shortok đã dành cả sự nghiệp của mình cho công việc lắng nghe các tín hiệu sóng vô tuyến từ những xã hội văn minh ở một nơi xa xôi nào đó ngoài trái đất. Thực ra không có cơ sở nào để có thể cho rằng người ngoài hành tinh trông giống chúng ta cả. Họ cũng có thể có suy nghĩ và cư xử khác chúng ta. Chỉ cần nhìn vào sự sống đa dạng như thế nào trên trái đất, tạo hóa có thể tạo ra bất cứ hình dạng nào. Nhưng nếu thực sự có sự sống trên sao hỏa, làm thế nào nó có thể tồn tại trong một điều kiện khắc nghiệt đến vậy? Từ những năm 1960, các nhà khoa học đã cử hàng chục tàu vũ trụ thám hiểm hành tinh đỏ. Hình ảnh đầu tiên chụp quang cảnh của một vùng đất cằn cỗi đã nhanh chóng dập tắt mọi hy vọng về việc có thể tìm thấy một nền văn minh nào đó ở đây. Nhưng những điều các nhà khoa học nhìn thấy khiến họ thực sự ngạc nhiên. Mặc dù không có dấu hiệu nào về những kênh đào của người sao hỏa, nhưng có những dấu tích cho thấy sao hỏa có thể đã từng có nước. Một số người có nghĩ rằng hành tinh đỏ có thể đã từng có màu xanh của nước. Bạn cần phải nhìn thấy sao hỏa trong vài tỷ năm trước, khoảng 4 tỷ năm trước chẳng hạn. Sao hỏa có một lớp khí quyển dày hơn và rõ ràng là trên sao hỏa có nước. Và do đó sự sống có thể đã phát triển và chúng dần thích nghi. Bạn biết đấy, sự sống phải thích nghi với môi trường. Sự sống có thể đã thích nghi được với các điều kiện của sao hỏa chứ không bị diệt vong bởi nước ở thể lỏng, có thể tồn tại ở đâu đó trong lòng đất. Nhưng nếu không có nước trên bề mặt, nhiệt độ ở mức đóng băng và một bầu khí quyển mỏng, chỉ có một loài sinh vật có thể yêu quý sao hỏa, đó là những vi sinh vật. Vi sinh vật có thể phát triển mạnh ở những nơi lạnh giá nhất, và để tìm hiểu xem những sinh vật này có thể ở đâu trên sao hỏa, chúng ta cần phải tìm đến thung lũng Marineris, một hệ thống những hẻm núi khổng lồ trên bề mặt sao hỏa, rộng hơn hẻm núi lớn gần 20 lần và có chiều sâu gần bằng chiều cao của đỉnh Everest. Thung lũng này xưa kia có thể đã từng bị bao phủ bởi những hồ nước lớn, và những hồ nước đó có thể đã có sự sống. Khi nước hồ cạn kiệt, sự sống có thể đã phải đối mặt với một môi trường sống khắc nghiệt hơn. Nhưng chúng ta sẽ không thể biết được những vi sinh vật đó trông như thế nào cho đến khi chúng ta tìm được chúng. Rất có thể trông chúng sẽ giống với những vi sinh vật tồn tại ở những nơi khắc nghiệt nhất ngay trên trái đất. Và một nhóm các nhà sinh vật nghiên cứu những trường hợp đặc biệt, họ là những nhà sinh vật học vũ trụ đang tìm kiếm trên trái đất những thể sống có thể tồn tại ngoài vũ trụ. Nhà sinh vật học vũ trụ Rocco Mancinelli đang trong công cuộc tìm kiếm những vi sinh vật sao hỏa. Những sinh vật nào thực sự có thể tồn tại được trong một môi trường khắc nghiệt như sao hỏa? Đó vẫn đang là một câu hỏi lớn đặt ra cho những người như chúng tôi. Và chúng tôi đang cố tìm kiếm xem trên trái đất có một loại sinh vật nào có thể tồn tại trong môi trường nước mặn. Rất có thể, nó cũng có thể tồn tại trên sao hỏa. Nhà sinh vật học vũ trụ Chris Mackay cho rằng ông đã tìm ra loài sinh vật có muối có thể sống sót trên sao hỏa. Những sinh vật này được tìm thấy ở vùng đất khô hạn và có độ mặn cao nhất trên trái đất. Thử thách lớn nhất đối với sự sống trên sao hỏa cũng giống như thử thách lớn nhất đối với sự sống tại vùng đất này, đó là sự khô hạn. Chính tình trạng khô hạn là điều mà mọi sự sống khó thích nghi nhất. Hàng nghìn năm trước, một hồ nước mặn bao phủ thung lũng chết cũng giống như những hồ nước mặn bao phủ thung lũng Marineris trên sao hỏa. Dường như sự sống đang chơi trò trốn tìm vậy. Nhưng chỉ nhìn dưới bề mặt lớp đất này, chúng tôi tìm thấy một lớp vi khuẩn đang sống trong một môi trường rất khác với môi trường bên trên bề mặt trái đất. Vùng đất này trông giống như một vùng đất chết vậy, nhưng chỉ cần đào xuống một chút là anh có thể tìm thấy ngay sự sống. Bên dưới lớp muối là một lớp vi khuẩn có màu xanh lá cây sống nhờ vào nước và ánh sáng lọt qua lớp muối. Và vì thế những vi khuẩn này trở thành những vi sinh vật thích muối. Những hồ muối cạn như thế này chúng ta cũng có thể tìm thấy trên sao hỏa. Các sa mạc muối không phải là nơi duy nhất mà sự sống lẩn trốn trên sao hỏa.
Trên sao Hỏa còn có những ngọn núi lửa khổng lồ, một số có thể lớn hơn những ngọn núi trên trái đất khoảng 6 lần. Nhà sinh vật học vũ trụ Penelope Boston đã bắt đầu cuộc tìm kiếm tại hang Lava Trip, một ống dung nham đã ngừng hoạt động. Không lâu trước đây, chúng ta còn cho rằng những hang động như thế này không thể có sự sống. Ở đây không hề có ánh nắng mặt trời, cũng có nghĩa là không có quang hợp. Nhưng trong những ống nham thạch tại tiểu bang New Mexico, Boston đã tìm thấy những dấu hiệu của sự sống. Chúng ta biết rằng trên sao Hỏa có rất nhiều ống nham thạch, và đến đây chúng tôi có cơ hội tìm hiểu được chúng hình thành như thế nào, và đồng thời để chứng kiến những dạng sống có ở đây. Những vi sinh vật mà Boston tìm thấy dường như sinh trưởng rất tốt tại đây. Họ tìm thấy những sinh vật này trong lớp khoáng vật trên vách hang. Đến gần đây và anh sẽ thấy chúng dính trên vách hang này. Nhiệt độ ở trong những hang động này là rất lạnh. Và vì thế những sinh vật này hoàn toàn có thể thích ứng được với nhiệt độ đóng băng tại đây. Chúng không bao giờ tiếp xúc với ánh nắng và chúng đã có được những gì chúng cần cho cuộc sống trên những vách hang này. Liệu trong những hang động khổng lồ trên sao Hỏa có những sinh vật như thế này? Boston cho rằng điều này là có thể. Chúng ta đang tìm kiếm sự sống và tôi hy vọng mình vẫn còn khỏe mạnh đến ngày tìm thấy nó. Có lẽ chúng ta đã có cơ hội được chiêm ngưỡng người sao Hỏa, nhưng không phải ta đến thăm họ mà họ đến thăm trái đất của chúng ta. 16 triệu năm trước, một tiểu hành tinh va vào sao Hỏa. Một mẩu thiên thạch nặng khoảng 2 kg rơi vào vũ trụ. Và bất ngờ là mảnh thiên thạch đó lại rơi xuống trái đất tại Nam Cực. Các nhà khoa học của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA là David McKay và Everett Kempson đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra trên mẫu đá này có những hóa thạch. Trên bề mặt thiên thạch có những bọt khí nhỏ. Giữa những bọt khí này, McKay và Kempson đã tìm thấy những thứ mà họ tin rằng chính là bằng chứng cho sự tồn tại của vi khuẩn trên sao Hỏa. Sinh vật và chúng đã chết và hình thành nên hóa thạch. Nhưng trong một vài trường hợp, chúng ta thậm chí không thấy được hình dạng của chúng mà chỉ thấy những dấu vết chứng tỏ nó đã từng tồn tại. Có thể cuộc săn lùng sự sống trên sao Hỏa chỉ mới bắt đầu. NASA có kế hoạch sẽ gửi một tàu thám hiểm có tên Phoenix lên sao Hỏa. Nó sẽ nghiên cứu trảm băng trên sao Hỏa và thăm dò lớp khoáng chất cách mặt đất khoảng 90 cm. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ thậm chí còn dự định đưa người lên thăm dò sao Hỏa. Rất có thể người ngoài hành tinh không chỉ có trong trí tưởng tượng của chúng ta. Họ có thể đang tồn tại dưới một dạng thức nào đó. Nhưng nó có hình dạng như thế nào? Nó có thể là một sinh vật sống dưới lòng đất và có khả năng chống chọi được với sự khô hạn. Hoặc có thể là những sinh vật giống như những vi khuẩn sống trong lớp khoáng vật tìm thấy trong hang Lava Trip ở tiểu bang New Mexico. Chỉ một sự phát hiện nhỏ nhất cũng có thể có những ý nghĩa to lớn, chứng tỏ rằng sự sống không chỉ có duy nhất trên trái đất mà còn tồn tại ngay cạnh nó. Cuộc tìm kiếm của chúng ta đến những hành tinh có thể có sự sống trong hệ mặt trời bây giờ sẽ đến phía bên kia của vành đai tiểu hành tinh, sao Mộc. Nhưng ở hành tinh lớn nhất trong thái dương hệ này rất khó tính đối với sự sống do khí độc của sao Mộc và lực hấp dẫn của hành tinh này vô cùng lớn. Nhiệt độ trên sao Mộc tương đối thấp, hơn nữa bầu khí quyển của nó rất đậm đặc, có nơi lên đến 16.000 km, và trong thành phần của nó có ammoniac, metan, đó là những chất bạn dùng để cọ rửa nhà tắm, nhưng sao Mộc còn có đến hơn 60 vệ tinh đã được biết đến. Những vệ tinh này có vẻ có triển vọng có thể tìm được sự sống. Lớp khí quyển của chúng mỏng và thân thiện với sự sống. Nhiệt độ trên vệ tinh Callisto của sao Mộc thấp hơn âm 200 độ C.
Tàu thám hiểm Voyager đã quan sát 4 vệ tinh Galileo của sao Mộc và kết quả cho thấy trên bề mặt các vệ tinh này không có gì nhiều ngoài băng đá. Io là một trong các mặt trăng ở gần sao Mộc nhất. Khi NASA gửi tàu thám hiểm Voyager 1 lên Io vào năm 1979, các nhà khoa học đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy bề mặt của Io đầy rẫy những ngọn núi lửa khổng lồ. Io là hành tinh có hoạt động địa chất mạnh nhất trong Thái Dương hệ, và các núi lửa này lúc nào cũng phun trào. Vậy thì sức mạnh nào đã nung nóng lớp địa chất bên trong Io? Và thật ngạc nhiên, đó chính là do tác động của lực hút từ sao Mộc. Hành tinh khổng lồ này tác động một lực kéo rất lớn lên các mặt trăng của nó, và khoảng cách càng gần thì lực kéo càng lớn. Lực kéo này lớn đến nỗi có thể làm hành tinh đó biến dạng. Nhưng một vài vệ tinh của sao Mộc có quỹ đạo hình elip, và vì thế khi chúng chuyển động gần sao Mộc, thì các hành tinh này bị kéo giãn thành hình cầu dẹt, và trở lại thành hình cầu khi chuyển động ra xa. Sự co giãn tạo ra do lực thủy triều đều đặn này khiến lớp vật chất bên trong ma sát với nhau, và chính sự ma sát này tạo nên nhiệt. Việc này giống như chúng ta tạo ra lửa bằng cách cọ sát vậy. Lực hấp dẫn của sao Mộc đã nung nóng Io từ trong ra ngoài. Khói núi lửa và thiếu nước khiến sự sống không thể tồn tại trên Io. Nhưng các mặt trăng lớn khác của sao Mộc ở cách nó một khoảng xa hơn, đủ gần để được làm ấm từ bên trong nhờ lực hấp dẫn của sao Mộc, nhưng cũng đủ xa để hoạt động địa chất không diễn ra quá mạnh. Ba trong số đó rất có triển vọng để tìm thấy sự sống. Hành tinh xa sao Mộc nhất Callisto có bề mặt rất giống với mặt trăng của trái đất. Bề mặt Callisto có vô số các hố thiên thạch là dấu vết của những vụ va chạm. Kết quả là bề mặt đóng băng của Callisto có thể đã tan chảy trong một thời gian ngắn, tạo điều kiện cho sự sống hình thành. Nhưng vào năm 1998, tàu thám hiểm Galileo đã khám phá ra một sự thật rất có triển vọng nằm sâu phía dưới bề mặt hành tinh này. Đá phóng xạ cùng với áp suất cực lớn tạo ra nhiệt ở lõi vệ tinh Callisto. Nguồn nhiệt này có thể đã làm tan băng từ bên trong và tạo nên một đại dương bí mật, và một đại dương bị che giấu rất có thể có đồng nghĩa với một sự sống nào đó chúng ta chưa khám phá được. Ở khoảng cách gần hơn với sao Mộc là mặt trăng lớn nhất của nó, vệ tinh Ganymede. Bề mặt của Ganymede cũng có rất nhiều dấu vết của những vụ va chạm. Những miệng hố thiên thạch này bao phủ bề mặt của Ganymede, hố lớn nhất có đường kính lên đến 5 km và bị bao phủ bởi băng giá. Nhưng những hình ảnh này cho thấy có nhiều khả năng hành tinh này tồn tại sự sống. Đây là hình ảnh những dòng sông băng đang chảy. Những dòng sông băng rất giống với trái đất. Những dòng sông băng của Ganymede cũng có thể được tạo ra bởi nhiệt ma sát từ bên trong. Vì vậy, giống như Callisto, Ganymede cũng có thể ẩn chứa một đại dương nào đó sâu dưới lòng đất khoảng 190 km và bị kẹp giữa những lớp băng. Mặt trăng thứ ba trong cuộc thám hiểm của chúng ta là điểm đến kích thích trí tò mò nhiều nhất. Vệ tinh Europa. So với Callisto và Ganymede, đây là mặt trăng gần sao Mộc nhất. Điều đó cũng có nghĩa là nhiệt độ trong lõi của Europa cao hơn nhiều so với hai vệ tinh bên cạnh. Nhưng bề mặt của nó vẫn bị bao phủ bởi băng tuyết, một yếu tố có lợi cho sự sống. Bởi một khi lớp băng tuyết này tan chảy, khí hậu của Europa sẽ trở nên ôn hòa. Một điểm đáng chú ý nữa là bề mặt băng của Europa có rất nhiều vết nứt và cũng như các đường rãnh. Đây là dấu hiệu cho thấy có thể xuất hiện sự sống. Trên trái đất của chúng ta cũng có thể thấy những vết rạn nứt tương tự trên mặt băng bao phủ Bắc Băng Dương. Bề mặt của Europa rất có thể đang bao phủ một đại dương lớn nhất trong các đại dương có trong hệ mặt trời, một đại dương lớn gấp 2 lần diện tích trái đất hợp lại. Có rất nhiều khả năng là sẽ có ít nhất một đại dương như thế ở Europa. Đại dương này có thể đã tồn tại 4 tỷ năm. Và trong 4 tỷ năm đó, những sự sống như thế nào đã có thể hình thành? Tôi nghĩ chắc chắn chúng phát triển rất thịnh vượng. Khí hậu của các đại dương trên Europa có khả năng tương tự như khí hậu của các đại dương trên trái đất, và đó là một nơi để các sinh vật có thể tồn tại. Tôi nghĩ là các sinh vật trên trái đất cũng có thể có trên đại dương của Europa.
Nhưng các đại dương của hành tinh này sẽ có thể rất lạnh và ánh nắng mặt trời không bao giờ chiếu tới được do bao phủ của bề mặt Europa là lớp băng có thể dày tới 16 km. Chúng ta chưa từng nghĩ cuộc sống có thể tồn tại ở một nơi như vậy nếu không nhờ vào một cuộc khám phá mang tính cách mạng tại bờ biển Ecuador. Trong lòng Thái Bình Dương sâu thẳm, các nhà sinh học đã khám phá một tập đoàn run ống lớn, cua và thậm chí là cá mực ống. Những sinh vật này phát triển rất thịnh vượng trong một môi trường hoàn toàn không có ánh nắng mặt trời, nhiệt độ cực thấp và áp suất rất lớn. Chúng ăn các loại vi khuẩn nhưng không lấy năng lượng từ mặt trời mà từ các khoáng chất phun từ dưới lòng đất. Có thể chúng ta sẽ tìm thấy rất nhiều miệng núi lửa tương tự đang nuôi dưỡng sự sống của riêng mình trên hành tinh Europa. Để tìm hiểu thêm về khả năng này, các nhà khoa học của NASA muốn cử một tàu thám hiểm lên thăm dò bề mặt Europa. Một vài nhà khoa học có ý tưởng muốn thăm dò sự sống trên Europa bằng C-Robot. Robot này sẽ làm tan chảy lớp băng rồi giải phóng thiết bị thăm dò trong môi trường chất lỏng bên dưới. Việc để tàu thám hiểm này vượt qua quãng đường trong dải ngân hà không có gì khó khăn, nhưng vấn đề là ở chỗ phải làm tan chảy không phải vài mét băng đá, mà là hàng km băng đá, rồi sau đó giải phóng một thiết bị thăm dò tự động có gắn đèn chiếu sáng và máy quay để thám hiểm xung quanh. Trong môi trường đó có khả năng các dạng sống đơn giản đã tiến hóa thành các sinh vật cấp cao. Và chúng ta thậm chí có thể chạm trán với các sinh vật đã tiến hóa, giống như các sinh vật trên trái đất. Tuy nhiên, khả năng tìm thấy các loài vi sinh vật là rất lớn. Cho dù thế nào đi nữa thì việc tìm thấy sự sống ở một hành tinh ngoài trái đất cũng sẽ làm thay đổi quan niệm của chúng ta đang có về sự sống trong vũ trụ. Europa là một hành tinh ấm áp, còn vùng nào là vùng đất lạnh giá nhất từng được biết đến? Tất cả các hồ của nó có chứa đầy chất độc thay vì nước. Chúng ta sẽ tìm thấy những hành tinh này khi cuộc hành trình tiến đến những hành tinh xa hơn nữa trong vũ trụ bao la. Khi đến gần sao Thổ, chúng ta có thể thấy những đám khí đang chuyển động rất mạnh khiến cho khí quyển của nó trở nên ngột ngạt. Chúng ta cũng có thể cảm thấy lực hút của sao Thổ, mặc dù yếu hơn sao Mộc nhưng vẫn rất mạnh. Và chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đến với các hành tinh khác vì không có nhiều khả năng tìm được sự sống ở đây. Thêm vào đó, vành đai tạo bởi thiên thạch và băng đá của sao Thổ cũng rất nguy hiểm. Đúng là càng những hành tinh lớn thì khả năng tìm thấy sự sống càng hiếm hoi. Nhưng xung quanh sao Thổ có rất nhiều mặt trăng, và cho đến nay đã có 56 mặt trăng được tìm ra. Hành trình của chúng ta trước tiên sẽ dừng lại ở một vệ tinh nhỏ bé có tên là Enceladus. Đường kính của nó chỉ vỏn vẹn có 500 km. Tại đây, lực hấp dẫn là rất yếu, chỉ bằng một phần rất nhỏ của lực hút trái đất. Và trên hành tinh này cũng hầu như không có bầu khí quyển nào. Nó phản chiếu hầu như toàn bộ ánh sáng chiếu vào, khiến nó trở thành một thiên thể phản xạ ánh sáng mạnh nhất trong hệ mặt trời. Vào năm 2005, sau 7 năm hoạt động trong quỹ đạo của mình, tàu thám hiểm Cassini đã có thể đến rất gần mặt trăng nhỏ bé này và khám phá ra điều gây ảnh hưởng lớn đến cuộc nghiên cứu của Caroline Poco. Mãi cho đến gần đây, chúng ta vẫn cho rằng Enceladus quá lạnh để có thể tồn tại sự sống, nhưng dường như điều đó là sai lầm. Hình ảnh chúng ta nhìn thấy là hơi nước. Đám hơi nước có nhiệt độ cao này gặp phải một chiếc máy hút hơi lạnh của vũ trụ và phun ra thành những tinh thể băng. Và vì lực hút ở đây không lớn nên đám mây hơi nước trở thành một cột mây khổng lồ. Poco chưa bao giờ thấy một điều tương tự như thế ở những hành tinh khác. Giống như ở đây là một hành tinh chinh phục mơ ước vậy, cột hơi nước và tinh thể băng đó thoát ra từ vùng cực nam của Enceladus cao đến hàng trăm km. Giống như sao Mộc, lực hấp dẫn cực lớn của sao Thổ cũng tác động mạnh lên các vệ tinh quanh nó, tạo ra lực ma sát và nhiệt năng từ bên trong. Hiện tại có một kết luận chúng ta không thể bác bỏ là rất có thể có nước ở thể lỏng tồn tại dưới bề mặt của Enceladus vì nhiệt độ ở đó là tương đối ấm áp, và giả thiết để giải thích cho việc này và cả hiện tượng phun trào vừa rồi là nhiệt độ của Enceladus phải đủ ấm để có thể làm tan băng thành nước. Nhiệt, nước ở thể lỏng, ngay cả hành tinh xa xôi nhất trong hệ mặt trời của chúng ta có thể có các hợp chất cần thiết cho sự sống.
Sinh vật nào có thể sống trong môi trường hơi nước ẩm ướt của một mạch nước phun? Nhờ những hồ nước nóng trên trái đất, chúng ta có một số ý tưởng để trả lời cho câu hỏi này. Lúc đầu chúng ta cho rằng trong một môi trường hơi nước của mạch nước phun tự nhiên tại vườn quốc gia Yellowstone, không có sự sống nào được ghi nhận. Nhưng sau đó các nhà khoa học tìm thấy những vi sinh vật trong nguồn nước này. Đó là những vi sinh vật sống nhờ các khoáng chất phân hủy trong nước. Ngày nay chúng ta gọi đó là những vi sinh vật ưa siêu nhiệt. Thậm chí có loại có thể phát triển rất tốt trong môi trường nước sôi. Liệu có thể có loài sinh vật này trên hành tinh Enceladus? Để tìm ra câu trả lời, một nhóm các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu trên bề mặt của hành tinh này. Bề mặt hành tinh Enceladus quá lạnh để có thể có sự sống. Nhiệt độ bề mặt của nó xuống tới âm 165 độ C. Nhưng bên trong lòng của nó là nước đang sôi sùng sục. Trong quầng mây phía trên của Enceladus, các nhà khoa học tìm thấy dấu hiệu của carbonic và methane, những chất có thể nuôi dưỡng sự sống ở đại dương phía dưới. Chúng ta có một thiên thể mà khả năng có nước ở bên trong nó là rất cao, hơn nữa ở đó có sự tồn tại của những hợp chất hữu cơ rất đơn giản. Vì thế, theo tôi, đây là hành tinh có khả năng có sự sống nhất trong hệ mặt trời. Nếu như Enceladus là một hiện tượng gây sốc, các nhà khoa học còn một lần nữa ngạc nhiên bởi một vệ tinh khác của sao Thổ, Titan. Đây là hành tinh mà khả năng không có sự sống là ít nhất. Titan chỉ nhận được một lượng ánh sáng mặt trời rất hạn chế, bằng 1/1000 lượng ánh sáng mà trái đất nhận được. Tàu thám hiểm hành tinh này đã phát hiện thấy băng đá, nhưng không thấy nước ở thể lỏng. Hơn nữa, nhiệt độ âm 138 độ C khiến băng đá ở đây rất rắn chắc. Vậy điều gì đã khiến Titan được coi là một môi trường đầy hứa hẹn đối với sự sống? Nhìn chung, Titan có rất nhiều điểm giống với trái đất nhưng không phải là một trái đất mà chúng ta biết đến như ngày nay. Titan hóa ra lại là một thiên thể lý tưởng đối với sự sống trong hệ mặt trời. Một thiên thể có nhiều khả năng sở hữu một môi trường bề mặt không chỉ gần giống với môi trường chúng ta có trên trái đất, mà gần giống với môi trường trái đất trước khi tồn tại sự sống. Hành tinh Titan đã thu hút sự chú ý của nhóm nghiên cứu Parco và họ đã cử một tàu thăm dò của vệ tinh Cassini đến đây năm 2005. Và đó là nơi xa nhất từng được thăm dò bằng máy móc. Những tấm ảnh chụp cận cảnh đã cho thấy những điều đáng lưu ý. Đó là sự tồn tại của hàng nghìn hồ trên bề mặt. Gộp lại có thể lớn hơn cả ngũ đại hồ ở Bắc Mỹ. Đây là lần đầu tiên chúng ta tìm thấy chất lỏng trên một thiên thể ngoài trái đất. Chỉ có điều những hồ này không chứa nước mà chứa khí thiên nhiên ở thể lỏng. Nhưng khí ở thể lỏng thì vẫn là một loại chất lỏng. Những gì các bạn đang thấy không phải là tuyết mà là những tinh thể metan. Giống như trái đất, Titan có khí hậu tuần hoàn, thậm chí là có cả gió. Không phải nước mà là metan tạo ra những hiện tượng hoàn toàn giống với những hiện tượng trên trái đất như mưa, bốc hơi và chảy thành dòng. Vì thế, về cơ bản, metan trên hành tinh Titan đảm nhiệm chức năng giống như nước trên trái đất vậy. Điều tương tự như thế có lẽ cũng đã xảy ra trên trái đất 4 tỷ năm trước. Vì lẽ đó, Titan rất có tiềm năng đối với sự sống. Hiển nhiên là các phản ứng khoa học đã xảy ra ở Titan trong lịch sử 4 tỷ năm tồn tại của nó. Trong khoảng thời gian đó, có lẽ một dạng sống nào đó đã được tạo ra. Nó đã được hình thành mà không có sự tham gia của nước ở thể lỏng, điều mà chúng ta chưa từng nhìn thấy trước đây, và các nhà khoa học đang tìm kiếm điều đó. Chất thay thế nước có thể là metan, một thứ có rất nhiều ở Titan. Nhưng từ lâu người ta đã cho rằng metan là một loại chất có thể đầu độc sự sống. Nhưng vào năm 1997, các nhà nghiên cứu đã khảo sát một mẫu băng metan lấy từ vịnh Mexico và họ đã rất ngạc nhiên khi tìm thấy những con rết nhỏ như những con sâu phát triển rất tốt trong khu vực đóng băng này.
Các nhà khoa học cho rằng những sinh vật này tồn tại nhờ ăn những vi khuẩn được nuôi dưỡng bằng mê tan. Thường thì phần lớn những thứ mà chúng ta cho là không thể nuôi dưỡng sự sống lại rất có tiềm năng nếu như bạn có thể tìm được cách nào đó để tiếp cận được nguồn năng lượng tiềm tàng của nó mà không bị nó tiêu diệt. Sự sống trên Titan còn phải đối mặt với một số rắc rối khác. Bảo vệ cho Titan là một lớp tự quyền rất yếu, vì thế mà sự sống trên bề mặt của nó có lẽ phải hứng chịu sóng từ trường rất mạnh. Nhưng đối với vi sinh vật chúng ta tìm thấy ở trên trái đất thì điều này không phải là một vấn đề lớn. Các nhà sinh vật đã phát hiện ra rất nhiều vi sinh vật ở các lò phản ứng hạt nhân đã nhiễm độc hay thậm chí đang bơi lội trong những chất thải phóng xạ. Chúng sống nhờ vào các phân tử đang phân rã. Rất có thể sự sống trên Titan cũng sẽ làm những điều tương tự. Để tìm kiếm sự sống trên Titan, có lẽ chúng ta phải lặn xuống những hồ metan, nơi có thể tìm thấy những vi khuẩn thích hóa chất nhất. Chúng ta thậm chí còn có thể thấy được sự chống chọi của các vi sinh vật trước môi trường phóng xạ để sống trên bề mặt của đá. Có thể những sinh vật ăn metan sẽ nhả ra nhiệt lượng làm tan chảy băng tuyết, tạo nên một nền tảng khác hình thành nên sự sống. Sự sống trên Titan rõ ràng còn rất mơ hồ, nhưng chúng ta vừa đến với hành tinh gần trái đất nhất mà các nhà khoa học cho rằng có nhiều khả năng tồn tại sự sống. Cuộc tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh của chúng ta đã ghé qua những sa mạc lạnh giá, những đại dương dưới lòng đất và cả những hồ metan. Nhưng hành tinh chúng ta đến tiếp theo có lẽ là nơi khắc nghiệt nhất. Và để đến với điểm dừng cuối cùng này, chúng ta đang quay trở lại phía trái đất. Chúng ta đang đến với sao Kim, hành tinh sinh đôi với trái đất và cũng là hành tinh gần trái đất nhất trong hệ mặt trời. Nếu cuộc sống có thể tồn tại ở đây, thì rất có thể nó sẽ tồn tại ở bất kỳ đâu. Để hạ cánh xuống bề mặt sao Kim, chúng ta phải vượt qua một lớp mây đậm đặc màu vàng dày 64 km với thành phần chứa rất nhiều axit. Không khí ở hành tinh này nặng hơn trái đất đến 90 lần, một sức ép quá lớn để con người có thể chịu đựng. Trên bề mặt của nó là những núi lửa đã ngừng hoạt động và những dòng dung nham ngút tầm mắt. Nó bao phủ 85% bề mặt sao Kim. Nhưng thật đáng kinh ngạc là hành tinh này đã từng được bao phủ bởi những đại dương rộng lớn. Khi sao Kim ấm lên, nước ở các đại dương bắt đầu bốc hơi lên không trung. Hơi nước trở thành một loại khí gây hiệu ứng nhà kính. Chính hiện tượng này khiến nước ở các đại dương nóng đến mức sôi sục và bốc hơi hoàn toàn. Dấu hiệu của nước chỉ được phát hiện trong bầu khí quyển của hành tinh này. Vì thế mà chúng ta có một sao Kim khô kiệt và vô cùng nóng như ngày nay. Với nhiệt độ vào khoảng 460 độ C, sao Kim thậm chí còn nóng hơn sao Thủy, hành tinh gần với mặt trời nhất. Vì thế mà không sự sống nào được chào đón trên bề mặt sao Kim. Như chúng ta đã biết, sự sống không thể tồn tại ở sao Kim vì các phân tử hữu cơ sẽ nhanh chóng bị thiêu đốt dưới sức nóng của hành tinh này. Nhưng chúng ta đến với sao Kim không phải để tìm kiếm sự sống trên mặt đất, mà trong không trung. Vào năm 1992, tàu thám hiểm Venera 14 của Liên Xô đã đến thăm sao Kim, và nó phát hiện ra lớp mây dày 60 km phía trên có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ trên mặt đất rất nhiều. Hơn thế nữa, tàu thám hiểm đã phát hiện ra sự tồn tại của những phân tử căn bản cho sự sống, đó là nước. Từ trước đến nay, nước chúng ta tìm thấy ngoài trái đất chỉ tồn tại dưới dạng băng cứng. Chỉ những đám mây ở phía trên sao Kim chúng ta tìm thấy nước ở dạng hơi và nơi đây rất có thể trở thành môi trường cho sự sống phát triển. Nhưng những đám mây của sao Kim có chứa rất nhiều axit sulfuric đậm đặc. Chúng ta đã từng nghĩ không thứ gì có thể sống được trong môi trường axit này. Nhưng các nhà nghiên cứu đã kiểm tra một số mẫu nước chứa axit sulfuric có trên trái đất tại khu mỏ ở California. Trong một môi trường axit sulfuric mạnh đến nỗi nó có thể ăn mòn kim loại, làm thủng các loại vải và thậm chí ăn mòn thịt, các nhà khoa học đã tìm thấy sự sống. Đó là vi sinh vật ưa axit. Những cá thể này sống được nhờ hấp thụ các hợp chất lưu huỳnh như sulfur sắt.
Chúng hấp thu sắt và thải ra lưu huỳnh. Liệu những vi sinh vật như thế này có thể có trên sao Kim? Nhà sinh học vũ trụ David Greenspun đã cho rằng điều này là có thể. Trong những đám mây ở sao Kim có thể có những phân tử lưu huỳnh, và lưu huỳnh thực sự có thể được hấp thụ theo một cách đặc biệt nào đó. Tôi nghĩ là nó có thể phản ứng hóa học nào đó xảy ra và biến đổi các chất hóa học thành các dạng năng lượng cao hơn mà sinh vật có thể hấp thụ được. Liệu những sinh vật này có hình dáng như thế nào nếu chúng ta tìm thấy chúng? Chúng phải chịu được điều kiện nhiệt độ cao và áp lực khí quyển cực lớn. Chúng cũng phải chống chọi với môi trường axit đậm đặc không có lợi cho phần lớn các dạng sống. Có khả năng trông chúng giống như những cá thể vi sinh vật tìm thấy trong môi trường axit đậm đặc tại vùng mỏ bang California. Chúng ta liên tục tìm thấy những dạng sống ở những nơi tưởng chừng như không thể. Vì thế, khi chúng ta kết luận ở sao Kim không thể không có sự sống, thì tôi nghĩ là chúng ta phải rất thận trọng, vì trong cuộc sống này còn nhiều điều con người chúng ta chưa biết đến. Sự thật có thể khác với những gì chúng ta nghĩ. Tạo hóa có khả năng tạo ra rất nhiều điều kỳ diệu. Khi hành trình của chúng ta quay trở lại với trái đất, một hành tinh xanh ôn hòa và tràn đầy sức sống, và chúng ta lại có thể thấy cuộc sống ở đây thật trù phú. Nhưng như chúng ta đã biết, sự sống vẫn có thể tồn tại ở những nơi khắc nghiệt nhất. Các loài vi sinh vật có thể giống với những dạng sống nguyên thủy đầu tiên của trái đất. Chúng thậm chí có thể là loài phổ biến nhất, hoặc chúng đã tiến hóa rất nhiều so với điểm bắt đầu khiêm tốn. Liệu ngoài trái đất có thể tồn tại một nền văn minh nào khác? Trong hơn 40 năm, các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Tìm kiếm các nền văn minh ngoài trái đất California đã tiến hành nghiên cứu kỹ bầu trời để tìm kiếm câu trả lời. Nhà thiên văn học Seth Shostak đã tin rằng anh sẽ nhận ra âm thanh của nền văn minh này ngoài trái đất nếu một ngày nào đó nó thực sự xuất hiện. Hiện chúng tôi đang tìm kiếm một vài dự án quan sát nhằm tìm kiếm các dấu hiệu của sự sống ngoài trái đất. Trong đó, dự án lớn nhất là tìm kiếm sóng vô tuyến, và chúng tôi sử dụng một hệ thống anten thu tín hiệu từ các ngôi sao xung quanh, vì chúng tôi cho rằng một trong số những hành tinh này có thể có sự sống giống với trái đất, và chúng tôi hướng các anten theo hướng đó. Đó là một cách tìm kiếm mà không cần phải đi đâu xa. Gần đây, các nhà thiên văn học cũng đã thu thập đủ các thông tin về các hành tinh xa xôi trong hệ mặt trời để có thể suy luận ra thành phần cấu tạo hóa học của chúng. Họ tìm ra những yếu tố có thể tham gia vào quá trình hình thành ARN và một trong những chuỗi vật chất tạo nên sự sống trên trái đất. Ở khoảng cách 20 năm ánh sáng trong chòm sao Thiên Xứng, một nhóm các nhà thiên văn châu Âu đã tìm ra một hành tinh đủ ấm áp giống như trái đất để có thể có nước ở thể lỏng trên bề mặt của nó. Trong khi đó, hướng tới những thiên thể xa xôi hơn trong dải ngân hà, vào những năm 70 có 4 tàu thám hiểm đã được phóng vào vũ trụ. Có hai trong số đó được gắn kèm theo sơ đồ hệ mặt trời của chúng ta cùng với hình vẽ con người. Có hai trong số đó được gắn kèm theo sơ đồ hệ mặt trời của chúng ta cùng với hình vẽ về con người. Hai tàu vũ trụ khác có mang theo vật mẫu làm bằng urani. Độ phân rã của urani cho phép xác định được độ tuổi của con tàu bất kể ngôn ngữ. Trên những vật mẫu đó có ghi những thông điệp gửi đến các nền văn minh ngoài trái đất với hy vọng sẽ nhận được hồi âm nào đó. Những tấm biểu thiếp xuyên thiên hà từ trái đất này phải mất 80.000 năm để đến được hành tinh gần nhất. Cuộc tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh của chúng ta mới chỉ ở những bước đầu tiên. Có hàng tỷ hành tinh trong vũ trụ cần được khám phá, và tất cả chúng đều có khả năng tồn tại sự sống, thậm chí cả những nền văn minh. Ở tầm vĩ mô mà nói thì ý tưởng tìm kiếm sự sống bên ngoài trái đất là một quá trình lâu dài.